Mình bắt được tổ mỡ ong cực kỳ là đông quân mọi người này. Một cái bình này đầy quân luôn mọi người này. Bây giờ mình về sẽ nuôi cái tổ ong này mọi người. Quân của nó đã vào gần hết rồi. Mình chờ một chút nữa rồi mình sẽ đưa về.